Em xin kính chào tất cả anh em. Hôm nay Giang Nam lại audio lại lên sóng để giới thiệu đến anh em một cái cặp loa Buxell, một cặp loa Buxell của hãng Monitor Audio. Dòng loa này là đến từ anh em nhé, và cặp loa này cũng được sản xuất tại Anh. Và model của cặp loa này đấy là Monitor Audio 7. Đấy. Và rất là may mắn thì là cái cặp loa này về bên em trong tình trạng còn nguyên cả thùng xốp anh em nhé. Đấy, nó còn nguyên cả cái thùng xốp của nó luôn. Đấy. Và loa thì đẹp xuất sắc, một cặp loa đẹp xuất sắc, cái đời này mà để bây giờ mà còn nguyên cả thùng xốp thì thật sự là nó rất hiếm anh em nhé. Anh em chơi loa nhỏ thì quá biết về cái dòng audio này rồi, monitor này rồi. Nó là cái đời này nó sản xuất tại Anh và hiện tại nó còn nguyên cả thùng xốp thì gọi là rất là hiếm. Đấy. Và may mắn là em sở hữu được cặp loa này, nó còn nguyên cả thùng xốp và nó đẹp xuất sắc luôn. Và cái chất âm của cái dòng monitor này thì anh em biết rồi, nó quá hay luôn. Đấy. Và chất này là tép, này là tép titanium anh em nhá. Đấy. Và bát này là bát tầm 14, bát 14. Và em đã phối ghép tạm thời với một con âm ly Kenwood. Đấy. Và để em test một đoạn chất âm để anh em nghe qua nhá. Và cặp loa này em báo giá công khai với anh em là em bán với giá là 5 triệu anh em nhé. 5 triệu. Và anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nhé. Thưa anh em, đối với cái cặp loa này là một cái dòng loa cực kỳ dễ phối ghép anh em nhé. Dòng monitor này thì nó là trở kháng của nó là 8 ohm và cực kỳ dễ ghép. Đặc biệt độ nhạy của cái cặp loa này nó rất là cao, cho nên anh em, kể cả hiện tại em đang đánh với cái âm ly mini của Kenwood
đánh rất là hay. Ok, nếu mà nó đánh được những con âm ly cao cấp hơn thì nó còn hay hơn rất nhiều anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em bán giá công khai cặp loa này là 5 triệu anh em nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em.